Ok, rất vui khi được gặp lại anh em. Em là Tú. Hôm nay em Tú lại mới về cho anh em thêm một chiếc Rolex nữa. Đây là một chiếc Rolex có cái màu mặt trắng rất là đẹp, cũng như trắng kiểu trắng tinh khôi vậy. Đây là một cái mẫu hàng đã qua sử dụng và em nó sẽ còn đầy đủ hết, là một cái hộp bằng bìa cắt tông như thế này anh em nhé. Cái hộp Rolex thì anh em đã không lạ gì rồi. Và trước khi đến với đồng hồ thì em sẽ ghé qua một chút ở phần thẻ ở chiếc đồng hồ này và sổ. Ở đây thì em sẽ có hai cái quyển sổ cũng như là một cái thẻ của chiếc đồng hồ này, một quyển sổ World Service, cùng với đó là một quyển giới thiệu về dòng Datejust. Đó, anh em có thể thấy ở bên trong này. Chúng ta sẽ có các hướng dẫn của khóa đời mới như là một số thông số khác. Chiếc này của em sẽ mua tại chỗ này em cũng không rõ là mua tại store nào, nhưng mà date là mùng 5 tháng 5 2018, và chiếc này của em thì sẽ có mã là 116234 anh em nhé. Và date 2018 thì tính đến theo bảo hành của Rolex thì anh em sẽ được bảo hành đến năm 2023, và bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 25 bảo hành shop song song với bảo hành chính hãng. Và bên em nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong vòng 1 năm. Rolex thì cái độ giữ giá của nó thì rất là tuyệt vời, anh em đeo đeo chán, có khi bán đi mình vẫn có thể lại cốc cà phê. Tất nhiên là bán lại cho em là cửa hàng thì chắc chắn em sẽ phải trừ chiết khấu một chút. Còn đây là cái thẻ bảo hành của bên em, đó, thẻ Minco Watch. Và ở mặt sau thì anh em sẽ thấy em cam kết đầy đủ đều là hàng chính hãng 100%. Nếu mà không, anh em có thể đi check bất cứ chỗ nào uy tín. Nếu mà phát hiện đồng hồ của em là hàng fake hoặc không còn nguyên zin, em sẵn sàng em bồi thường và đền và bù hoàn tiền anh em thêm 100 triệu. Còn đây là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay, một chiếc Rolex Datejust 116234 với cái mặt trắng vi tính, và toàn thân chiếc đồng hồ này sẽ là bằng thép không gì 904L, thép trắng, cùng với đó sẽ là phần liềng, sẽ là liềng vàng trắng, cọc kim cương. Với một chiếc Date 2018 thì anh em quan tâm nhất đó là cái tình trạng của chiếc đồng hồ này. Em cũng nói qua luôn là chiếc đồng hồ này em đã tút tát lại, spa lại chiếc đồng hồ này. Nhưng mà anh em nhìn spa lướt thì anh em thấy cái phần led cạnh này nhá, em vẫn giữ nguyên này, liềng vẫn còn bén cạnh này, bộ dây vẫn còn có độ led của nó nhé. Em chỉ lướt qua cho phần toàn thân đồng hồ nó hết cái những cái râm nhỏ và nó sáng cái thép lên thôi, chứ em không đánh sâu, tại vì chiếc này của em bản thân nó cũng chỉ có sức râm thôi, không cấn móp gì cả. Đó, anh em nhìn phần càng này còn rất led cạnh nhé. Đó, anh em mua chiếc này về thì chỉ việc đeo thôi, tại vì em đã xử lý cho anh em, em nói hiện tại về tình trạng không khác gì một chiếc đồng hồ mới cả. Đó. Size 36mm thì phù hợp với những anh em có cổ tay tầm dưới 16.5, và độ dày chiếc đồng này cũng khá là dày, với chiều độ dày khoảng tầm 12mm. Đó. Với cái size này thì đây là một cái size free size. Nói chung là cổ tay anh em cổ tay vừa và nhỏ cũng có thể đeo được, thậm chí tay to, ví dụ anh em biết thì tay Tây họ rất là to nhưng mà họ vẫn đeo 36, thì chúng ta anh em nào mà cổ tay to mà thích size 36 thì đeo vẫn rất ok. Đó. Anh em nhìn thấy mặt số này được hoàn thiện bằng rất nhiều dòng chữ Rolex chạy khắp các mặt số, và sẽ được làm dòng chữ Rolex sẽ được làm nổi trên mặt số anh em nhé. Còn cái phần chìm xuống thì sẽ được hoàn thiện kiểu phay xước. Đó, anh em có thể thấy cái mặt này cực kỳ tinh tế. Bộ kim chiếc đồng này sẽ được làm bằng vàng trắng 18K. Cùng với đó sẽ là logo thương hiệu của hãng ốc 12 giờ. Bên dưới sẽ là dòng chữ Rolex. Đó, và bên dưới này sẽ là dòng Datejust cũng như dòng chữ Swissmade bên dưới này. Mặt vi tính thì rất khó để in lên, anh em nhìn cái mặt số này sẽ không có các dòng chữ kiểu dòng Datejust hay dòng Rolex Oyster Perpetual. Đó, ô lì góc 3 giờ với nền background màu trắng chữ đen rất nổi bật, và phần lúp ở góc 3 giờ trên mặt kính để giúp anh em xem chức năng. Mặt kính sapphire nguyên khối, và chúng ta sẽ
có một cái phần logo ẩn bên dưới góc 6 giờ dưới mặt kính luôn. Anh em phải soi flash vào thì mới thấy. Còn mặt bên ngoài mặt kính này sẽ được hoàn thiện kiểu vát lên anh em nhé. Và phần mặt kính này sẽ làm cao hơn so với phần liềng. Đó. Và phần liềng lại làm cao hơn với phần thân. Đó là một cái điểm nhận biết cũng như là nhận diện thương hiệu rất là tốt cho một chiếc đồng hồ Rolex. Phần liềng được làm bằng vàng, bằng vàng trắng 18K, độ bắt sáng cực kỳ tốt. Đó, em sẽ zoom lại cho anh em xem này. Phần liềng này của em còn cực kỳ bén cạnh nhá. Không hề bị cấn móp gì ở phần liềng cả. Đó. Ở bên cạnh này sẽ phần lúm đây, phần thân củ sẽ được làm kiểu hoàn thiện đánh bóng và anh em mở lúm để chỉnh chức năng. Cũng như rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ là sẽ chỉnh giờ thôi. Và khi mở ra được hết cái gen thì anh em có thể vặn lên con tay này, sau đó mình rút ra thì mới chỉnh chức năng. Còn khi đóng lại thì anh em sẽ có là 100m chống nước, chúng ta sẽ rửa tay đi mưa nhẹ nhàng khá là thoải mái. Còn bộ dây thì anh em sẽ trang bị bộ dây thép kiểu dây Jubilee, một bộ dây cực kỳ nổi tiếng và đẹp của Rolex. Đời 116 thì dây Jubilee vẫn sử dụng khóa Jubilee, đời mới 126 thì mới sử dụng khóa Oyster. Đó, khi anh em bấm vào này, tạo thành một cái tổng thể thống nhất rất đẹp luôn. Nó tạo cái cảm giác liền mạch ở trong toàn bộ từ phần đồng hồ đến phần khóa rất đẹp. Đó. Còn đây là mặt trong khóa. Mặt sau dây sẽ được đánh phay xước toàn bộ, cùng với đó sẽ là chốt vặn. Đáy sẽ đáy kín và anh em sẽ có bộ máy trước đồng hồ sử dụng, đó là bộ máy 3135. Đây là một bộ máy chứ danh của Rolex, và bộ máy này thì anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số rộng là 28.800 và thời gian tích cót là 48 tiếng, sai số sẽ cộng trừ 2 giây một ngày, rất bền bỉ và chuẩn xác. Bộ máy của Rolex thì anh em không phải bàn cãi gì gì nhiều rồi. Đó. Ok, thì bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Với size 36 của Rolex thì cổ tay em cũng là cổ tay 10 10 16. Đó, trên tay size 36 của Rolex thì rất đẹp và vừa vặn. Đó, anh em cổ tay tầm dưới 16.5 thì đeo size 36 của Rolex quá tuyệt vời, coi như là chuẩn size luôn. Đó. Ok, thì chiếc đồng hồ này em đang giao lưu với anh em đó là chưa đến 240 triệu anh em nhé, chưa đến 240 triệu cho chiếc Rolex Deadshot 116234 mặt vi tính trắng siêu lướt 2018. Đó. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp show em ở số 78 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc số 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Anh em có thể anh em ở Hồ Chí Minh thì có thể qua số 82 đường số 2, phường 26, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để xem đồng hồ và giao dịch trực tiếp. Đó. Anh em mà tỉnh lẻ thì em sẽ sắp xếp em có thể em sẽ đến giao tận nơi cho anh em, nên anh em toàn quốc cứ mua sắm thoải mái thôi. Số điện thoại của em đó là 03666 21996. Em Tú rất hân hạnh được phục vụ anh em. Anh em có bất cứ thắc mắc gì về đồng hồ cũng như cần tư vấn gì về chiếc đồng hồ này hoặc những chiếc đồng hồ khác thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.